anh thấy gì vậy anh? Hả? Cái gì? Đậu đen xanh lòng. Đậu đen xanh lòng hả? Là sao? Là đậu đen ở trong lòng nó xanh đó hả? Sao đậu ngoài đen mà trong lòng nó xanh? Có nhiều màu không? Có. Kỳ vậy? Nhiều màu trong lòng nữa hả? Vậy là ngoài mặt khác, trong lòng khác hay gì? Đậu đen mà xanh lòng. Ngộ ha. Mình nghe nói đậu đen xanh lòng có tác dụng gì vậy? Biết tốt thôi chứ không biết tác dụng hả? Để bữa khác tìm hiểu thử coi. Để bữa nào tìm hiểu coi. Sao cái cổng nó dài thòn vậy đó hả? Đậu chuột thích lắm. Khỏi nói rồi, đậu ngọt mà. Đây, kế bên là vực thẳm. Bước xuống một cái, té xuống dưới một cái àm liền. Tới cổ, hút cổ luôn. Vườn muối lấy cũng như xong cái bọc. Nhớ nha hái. Đậu đen xanh lòng. Anh ấy đang hái đậu đen xanh lòng đó cả nhà. Đây cái lá đậu đen xanh lòng nó như thế này đi. Lá đậu nó to như này. Quá xá to luôn. Đậu đen xanh lòng. Cái này mình chỉ hái cho những cái hạt đậu mà nó khô, nó già, nó khô của cả nhà. Mình về mình phơi thêm tí nữa rồi mình đập ra. Cũng y hệt như cái đậu xanh hôm trước á. Nhưng mà ở ngoài nó xanh, trong lòng nó đen. Ủa lộn, ngoài nó đen, trong lòng nó xanh. Xanh dương hay xanh lá cây gì vậy, trong lòng của nó hả? Cắn ăn thử miếng thôi. Ăn thử cái coi. Ông ăn á chứ. Không biết quý vị nào có giống mình không chứ. Từ lúc mình chích ngừa 3 mũi, mũi 3 về. Hơi quên. Hồi đó giờ quên hơi, giờ hơi quên. Đảo ngược lại xíu à. Nhiều khi bỏ cái điện thoại với lại bỏ cái khẩu trang vào trong túi rồi. Bỏ mỗi bên túi mà đi kiếm quá trời quá đất kiếm. Hồi thấy cộm cộm túi mới nhớ. À thì ra bỏ vào túi rồi. Giống như bị lãng sao đó. Sắp tới nghe nói có cái chích ngừa bên của con nít. Không biết ra sao nữa cả nhà. Không biết có nên chích không nữa nè. Không chích thì sợ, cũng sợ. Mà chích cũng sợ. Mình không chích á, mình bị bệnh á, dính bệnh á, bé nó cũng mất trí nhớ. Mà chích và nó cũng bị hành. Rồi chích á, thì cũng bị hành và cũng mất trí nhớ. Vậy là chích chứ không chích cũng bị gian nhau hả? Có nên chích không? Chích thì sau này không bị bệnh nữa. Mà cái liều đó là mình cũng chỉ được cái khoảng chừng một năm thôi. Mình đoán vậy thôi. Nghe đâu chích thì cũng có cái hậu. Cũng có gặp cái tác dụng phụ á.
Sao không lắc lá bớt đi hả? Sao lắc lá bỏ bớt nè? Uống ghê không? Cái đậu đen xanh lòng nè, cắn trong lòng coi nó có xanh không. Nó cho nó khô quá, khô nóng lên nó mới xanh nhiều. À, nó màu xanh lá cây lắm, lá màu xanh đọt chuối á, xanh hơi xanh nhẹ đó nha, quay không rõ lắm ha. Cái này một lá một rừng luôn, sao không có làm cho nó bớt lá thì nên mình hái cho dễ. Nó lùm tùm quá hả, lá quá trời to luôn nè cả nhà. Cây trái không được nhiêu nhưng mà lá thì nhiều. Giống như để tự nhiên chứ trồng có công gieo xuống, có công ươm hạt, nhưng mà lúc chăm sóc không kịp. Sự tích thì có hạt giống để trồng hả? Mua về làm gì? Có chè hả? Hả anh? Rốt cuộc không nấu chè nó nảy mầm luôn, đem trồng luôn, tức quá đem trồng luôn. Cái đậu đen sinh lòng này nó mát hơn so với đậu đen thường. Cũng có nhiều chỗ người ta bán, người ta để cái bảng ở tại đây có đậu đen sinh lòng. Còn đậu đen ngoài chợ mình mua thiếu gì nhóc, rồi mà đậu đen sinh lòng này đặc biệt, ở trong nó sinh lòng, lòng nó xanh. Cái quả của đậu đen sinh lòng này, cái trái này cũng rất là dài nha cả nhà, nè dài quá ha. Hơn gan tay á, hơn một gan tay luôn đó. Cái màu nắng nó rọi vào mình nhìn, mình chụp hình lên thấy nó màu trắng ha, nhưng mà thật chất nó màu xanh nhạt đó nha. Những cái trái đó trắng trắng mà nó sắp già đó, quá chừng luôn cả nhà, nhiều quá luôn nè, hái hoài không hết luôn á. Để mình hái tiếp bạn ấy nha. Xin phép cả nhà mình ngưng chút xíu. Mình hái cả nhà. Hái được đâu xin lòng. Mình dệt gần đi. Đây là lần đầu tiên ha, trồng nên chưa có kinh nghiệm. Cái loại này là bò mình trồng nên nè, mình phải dập cái chỗ này đi ha. Khô cái nè, đậu khô đó. Đây có trái trắng đây. Phát hiện ở đây nhìn trốn đây nè, trên đây nè. Rồi đứa cầm hai, lấy đứa cầm hai hơi sâu này cả nhà thấy không, mình không xịt phân thuốc nên nó sâu. Được nhiêu đây nè, quá nhiều chưa, mà đậu nãy nhẹ hiều rồi cả nhà, cái đó nãy giờ không biết được nửa ký chưa nữa đó. Trồng này cực lắm, thu hoạch cũng cực nữa, hai trái nhỏ nhỏ
hái từng trái, từng trái kiếm kiếm từng trái hái, xong rồi về lột ra rồi đập. Chưa, ban đầu về phải phơi lại lần nữa, phơi phơi xong rồi bắt đầu mới phơi được có 2-3 nắng rồi nó khô thiệt là khô rồi mới đập, đập xong rồi lựa lại nữa chứ đâu phải mình xả liền, phải lựa lại nữa. Như đây lựa lại cái nhà, lựa mấy cái hạt sâu, mấy hạt xấu đó, đâu có bán được. Mà này trắng này. Mình bấm ngay gốc nó đã ra rồi, đâu cần giật cho lưng, đâu cần bạo lực với nó, bấm ngay gốc nó ra. Cái là hạt đậu này, đậu đen xanh lòng này nó dài, cái này nó to hơn nha, cái mình nó to hơn cái hạt đậu xanh hôm trước mình có quay lên đó. Mà thường trồng đậu này mình cũng được có mùa hai mùa, tới mùa thứ ba bắt đầu nó sâu với lại nó bị chuột cắn bớt rồi, trồng chơi thôi, ăn uống như đâu, đâu có được bao nhiêu, tại vì có dư chút đậu không ăn, nó nảy mầm bỏ uổng trồng luôn. Chứ cái này không có dự tính trước, bởi vì anh không có coi, anh không có coi kỹ thuật trồng. Loài này loài bò mà trồng gì nè, không có đường đi luôn cả nhà, đi khó quá luôn, dẹt dẹt nãy giờ muốn có mặt không bay, muốn bay về về luôn. Tôi thu hoạch đậu mà lấy cái này thôi thua nè, mình phải lấy cái bao đó. Giờ mình xin tấm hình nha, xin tấm hình cho em ấy nha, đó, em ấy nằm giữa thành quả của mình thì mình sẽ rất là dễ cưng, nhưng mà cực lắm mới được cái hạt đậu. Thế mà đem ra ngoài chợ bán cũng khá là rẻ chứ đâu có đâu, đâu có mắc. Cái đậu đen xanh lòng này thì mình không biết giá, mấy cái đậu kia đậu xanh mình nhớ có 40-50 ngàn ký à, một ký nhiều dữ lắm, nhỏ xíu à, làm cực lắm. Tính ra lấy công làm lời đi, có lời gì đâu. Cái ra chợ, cái người nông dân bán trực tiếp ra chợ không có lời nhiêu chứ. Cái người bán họ nâng giá. Mình thấy nha. Mình mới làm rớt một trái dưới đó rồi, tìm không ra luôn nữa. Nó giống như cái đám rừng ở trước dưới này nè. Đây, còn nữa. Như đó rồi đó. Đó, dưới này nữa nè. Cái này là nó sắp già, chứ nó chưa già. Mình hái cái lá, cái trái thật là khô á, để mình về mình phơi ít thôi, chừng 2 nắng là được rồi. Rồi bây giờ gì? Đó bây giờ, giờ nó đã rồi nè cả nhà. Đây nè, nhìn lên trên trái nè, hái ha, hái hay dạch ra, chăm sóc không kịp nè, lá như cái đám rừng vậy đó, đâu có cắt lá bớt đâu, để cho nó mọc tự nhiên luôn. Đó, tùm lum hết trơn, nó tùm lum hết trơn như nó mới cực như nè, đi cũng cực, nó hái cực, đạp lên nó nữa. Mình bây giờ chị đạp lên nè, giờ mình đạp, rồi mình đi kiếm nó, dạch ra để có đường đi đi. Đây, bạn này bạn già hết chứ bạn chưa có khô, mình chỉ hái lựa cái hơi khô mình hái tím, ngộ quá có cái tím có cái ấy,
Cái tím này là nó chỉ có già hung nè, mà cũng khá là được rồi, thôi mình hái luôn. Mỗi lần chui vô cái đám này là mỗi lần khó mà. Thấy được hái luôn đi. Đó, một đống ở bên đó đó, mình không có dám xuống đó. Mấy cái rì rì anh hái nha Lân. Hái cái này xong á, đám lạ bảo luôn. Nhức lưng. Đi chống mặt. Khòm nè. Giống như tập thể dục vậy thôi, lâu lâu tập thể dục một lần. Lâu lâu về giường tập thể dục một lần. Đó. Xây qua xây lại, xây tới xây lui đều mừng quá rồi. Có lỗ chống mừng ghê. Nó bò. Không có nhiều cây nhiều trái chứ mà bò bùng tùm lum hết trơn. Êm quá êm. Sâu nữa nè cả nhà thấy không? Thấy thấy trái hàm chứ sâu nè. Đó, nhiều sâu nè nè. Sâu như vậy đó là mình nhìn thấy nha. Mùa sau thì thấy cảnh nha. Đợt sau nè. Nó lây. Cái bệnh này nó ghê lắm. Cái bệnh sâu này nè. Đó. Lúa bên kia người ta cắt rồi, nhảy qua đây nè cả nhà ơi. Không có gì để ăn á, nhảy qua đây nó ăn nè. Đó. Cũng may là cái thời điểm này là nó chín mùi rồi đó. Chứ không á là còn sâu ác nữa. Nó nỗ lực luôn. Bây giờ hết tay rồi. Lên nguyên cọng. Anh thấy cái đó là đây coi. Một tay quay phim, một tay hái mà có dạch được đâu anh hai. Ở trên đây động gì vậy? Que hả? Hả? Nè. Hãy lên đây. Thiên nè cả nhà. Rồi xong thiên rớt ra ngoài. Đậm vô kìa. Rồi bây giờ mình cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Hai vợ chồng mình hái đậu đen xanh lòng. Cả nhà thấy nó nhiều, thấy ham ha. Nhưng mà để coi coi mình hái vô một hồi mình cân thử coi là bao nhiêu. Nó nhẹ hiều à. Để mình hái tiếp. Có hai người à. Mà hái cái này là mình hái. Nó hơi khó đi tại vì trước giờ không có kinh nghiệm. Nó bò tùm lum hết rồi, khó đi quá. Bây giờ năm giờ mấy rồi trên thủng hái. Cảm ơn cả nhà nha. Tí nữa mình vô mình coi coi là bao nhiêu ký.